Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Đình Hữu nha thì hôm nay em hữu sẽ hướng dẫn các bác là mồi bếp nhớt này đúng cách các bạn mồi và tắt nó một cách đúng cách cho nhá tại sao là phải làm đúng cách bởi vì rất là nhiều những cái bác nào các bác có thể là mua bếp ở bên em hữu hoặc mua những cái loại bếp ở trên thị trường về các các bác bảo là tôi không biết cách mồi làm sao cho nó hiệu quả cũng như tắt làm sao cho nó đúng cách để cho nó đạt một cái hiệu quả tốt nhất thì ngay bây giờ đây là các bác cùng theo dõi em hữu làm và em hữu làm đến đâu em hữu sẽ vừa nói vừa giải thích cho các bác để các bác thấy được là sử dụng bếp nhớt này đúng cách thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả và không bao giờ sinh ra khói không bao giờ sinh ra mùi các bác nhá các bác có thể để ý thấy em hữu vừa đổ nhớt ở bên trong này cái bếp của bên em hữu nó khác với những cái loại bếp trên thị trường đó chính là nó có hai chức năng một là có thể đổ trực tiếp vào bên trong lòng bếp này hai là có thể lối dây và để can truyền từ trên cao truyền xuống giống như kiểu là chúng ta truyền nước vào người đấy các bác nhá nếu mà đối với những bác nào đun gia đình đun tầm độ 30 phút tới một tiếng các bác chỉ cần đổ mỗi một lần thôi các bác có thể đun hết đấy đun hết cả bữa cơm luôn còn đối với những bác nào đun vài ba tiếng trở lên thì các bác lối dây vào cho em thế là xong Và các bác có thấy không em hữu đang dùng cái giấy mà chúng ta gọi là giấy vệ sinh các bác nhá Tại sao chúng ta lại dùng cái giấy này bởi vì cái giấy này nó cháy Sau khi chúng ta lấy cái giấy này và chúng ta phải ấn nó xuống cho nó ngấm dầu vào Ngấm dầu như thế nó sẽ tạo thành cho chúng ta một cái bấc hay gọi là một chất bán dẫn để cho chúng ta nó dẫn xuống dưới cái dầu Nó giúp cho cái dầu nó nhanh nóng nhanh sôi và nó sẽ dễ cháy hơn và các bác để ý đấy lúc mà em hiếu châm nửa lên nó có một chút khói Thì cái khói đấy là khói giấy không phải khói dầu các bác nhé Và đặc biệt là các bác nhớ cái thao tác của em hữu là Sau khi em châm giấy xong thì bắt đầu là em phải đậy cái mấy cái bộ diệt khói diệt mùi kia lên Đối với những cái dòng bếp chợ thì nó không có cái bộ diệt khói diệt mùi này Thế nên nó có rất là nhiều khói và rất là nhiều mùi Thế nên là không phải nói làm gì nữa Bởi vì những bác nào mà bếp mua về bị khói bị mùi Thì chắc chắn một điều là các bác mua những chiếc bếp rẻ tiền và chiếc bếp hàng chợ rồi cái này này thì có vô phương cứu chữa cũng không, không có cách nào mà để khắc phục được còn đối với những bước nào mà bác mua bếp ở bên em hữu về có cái bộ diệt khoái diệt mùi thì cứ ung dung mà châm nửa các bác nhá yên tâm nó không làm sao cả sau khi các bác mồi giấy các bác châm nửa lên rồi thì các bác phải để ý cái giấy của em hữu làm dài và em hữu là cho đều vào bên trong nòng bếp sau khi cho xuống thì em hữu bắt đầu em hữu phải ấn nó xuống để cho nó ngấm dầu vào đâu đấy xong ra chải đều trong nóng bếp bắt đầu mới châm nửa châm nửa thì các bác đừng vội bật quạt ngay để tầm 30 giây đến một phút cho giấy nó cháy to lên xong bắt đầu các bác đậy cái nắp cái bộ diệt khói kia vào bộ diệt khói diệt mùi nó vào xong chúng ta mới bật quạt các bác nhé các bác thao tác cho em nó đúng cái bếp nhớt bên em hữu là các bác có thể đổ được tầm độ một ngón tay nhớt các bác cứ căn tầm độ gần nửa đốt ngón tay đến một đốt ngón tay là các bác dừng lại xong là các bác lấy giấy các bác mồi cho em lúc đầu tiên thì các bác đối với cái dòng bếp đốt dầu nhớt này nó không bao giờ nó vù lên một phát giống như bếp ga được nó cần có thời gian để chuyển từ thể lỏng sang thể khí thế nên là công việc đầu tiên của các bác là không được nóng vội từ 3 cho đến 5 phút Nếu sau này các bác thao tác thao tác nhanh hơn Nó có thể là rơi vào tầm 1 cho đến 2 phút là xong rồi Nhưng đối với các bác mới Thì các bác cần thao tác từ 3 cho đến 5 phút các bác nhé Để cái bếp này nó có thời gian nó nóng lên Lý do tại sao cái bếp dầu này Sau khi cái thành bếp này nó nóng lên các bác nhé Thì bắt đầu nó ép cho cái dầu này nó hóa thành khí Nó hóa thành khí đâu đấy là chúng ta sẽ đốt khí còn tất cả những cái cáu cặn bẩn hoặc là những cái gì mà nó không tốt Nó đã đều được cái bộ lắp này nó giữ lại cơ ạ Nó đều được cái bộ diệt khói diệt bùi nó giữ lại trong lòng bếp Và nó đốt đi đốt lại hàng trăm nghìn lần ở bên trong này Nó đốt triệt để 100% thì nó sẽ sinh ra cái ngọn lửa là rất xanh Các bác để ý đấy em Hữu đang đốt ở trong nhà các bác nhé và phải đóng cửa Chứ còn nếu mà em Hữu đốt ở bên ngoài thì gần như các bác không thể nhìn thấy nửa luôn Nó giống như nó xanh như cồn ấy chính vì là nó đốt triệt để nó đốt 100% như vậy thì nó mới tạo ra ngọn lửa xanh trắng như cồn và ngọn lửa này thì bảo đảm cho các bác 100% là các bác đun không bao giờ có khói và không bao giờ có mùi, không bao giờ ám vào đồ ăn các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng luôn. Cái điều đặc biệt thứ hai như thế này chính là đối với những cái dòng bếp như này thì các bác lên sử dụng trước dòng bếp hai lớp lý do tại sao? Tại vì dòng bếp hai lớp các bác nhìn thấy khoảng cách giữa hai lớp nó rất dày từ 5 cho đến 7 phân các bác nhé và các bác có thể nhìn thấy cái đường dây trắng trắng này em vừa cầm lên không? Đó chính là cái đường dây chúng ta lối nhớt ở trên cao. Nếu chúng ta lấu dài vài ba tiếng thì chúng ta sẽ lối can nhớt và chúng ta để can nhớt ở trên cao. Nó sẽ từ từ nó chảy xuống các bác nhé. Và nó cứ thế là nó chảy xuống thôi đến khi nào khi nào trước khi chúng ta muốn kết thúc không lấu lửa Thì trước tầm độ 5 phút là các bác đã khóa van dầu vào cho em rồi Khóa van dầu để không cho dầu từ trên cao chảy xuống nữa Và nó sẽ cứ để quạt cho nó đốt Nó đốt đến khi nào bắt đầu nó tắt Nó hết dầu bên trong đấy thì chúng ta kết thúc quá trình đốt mọi người nhé Như vậy thì không bao giờ sinh ra khói Không bao giờ sinh ra mùi hết Các bác hoàn toàn yên tâm Chiếc bếp đốt dầu thải này nó giúp các bác tiết kiệm rất là nhiều lần các bạn <laughs> Các bác thấy đấy em đang đốt chiếc bếp này là chiếc bếp D15 các bác nhé Cái chiếc bếp chính giữa này là chiếc bếp D15 Còn cái chiếc bếp to hơn, lòng đốt rộng hơn là bếp D16 Còn cái mé bên tay phải hiện tại bên tay phải bây giờ cũng là chiếc bếp D15 Chiếc bếp D15 này nó đun cho những cái lồi từ 50 lít trở xuống các bác nhé Các bác có thể hầm xương này, rồi các bác nấu cám nợn, nấu cháo chó và nấu nước dùng nước nèo Các bác dùng cái bếp này nó cực kỳ tiết kiệm Tầm độ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới hết một lít nhớt Mà một lít nhớt ngoài thị trường bây giờ nó chỉ tầm độ 5-6 ngàn là cùng các bác. Tính ra một tiếng nó hết cơ, 1 ngàn Hơn 1 ngàn các bác nhé, quá rẻ các bác <laughs> Có một số các bác bảo là Ôi làm sao mà cái bếp nhớt của tôi mà nó nó khói mà nó mùi thế Thì à, em hữu có bảo các bác ấy chụp hình zalo để em quay coi Thì thật ra là nói thì các bác ấy cứ tự ái Chứ các bác ấy ngày xưa là các bác ấy cũng hỏi mua bếp bên em hiếu nhưng mà về sau các bác không mua các bác ấy bảo là ở tôi thấy ở trên mạng nó bán sao mà rẻ thế rẻ hơn thì sao chỗ anh bán đắt thế rồi cuối cùng là bác ấy đi ra bác ấy mua hàng chợ về bác ấy xài bác mua hàng chợ ở về bác xài thì đến lúc mà nó khói và nó rùa nhớt ra nó hôi sau là bác quay lại bác ấy hỏi bác bảo là ờ uh, kỳ cứ đầu tiên thì cũng ngày ngại không dám nói ở về sau thì mới bảo là tôi mua cái hàng ở đấy nó không phải hàng bên anh thì uh, ấy, bây giờ anh xem giúp tôi thì em cũng chỉ cho các bác cái một số cái cách để cho các bác cái khắc phục thì thôi thì dù sao các bác ấy cũng đã mua rồi thì uh, đối với những cái hàng chợ thì nó rẻ tiền Thì nó có cái giá của rẻ tiền thôi Giống như các bác mà đang đi xe của Trung Quốc Mà các bác chuyển sang đi xe mẹt của Đức đó. Nói chung là tiền nào thì của đấy Mình làm sao mà mình nói Thì các bác cứ bảo là <laughs> Mình cố gắng bán hàng thì kệ các bác đấy Các bác nào bác thông minh Thì bác cứ mua đồ xịn rồi bác xài 10 năm bác chỉ cần mua một cái thôi Còn những cái bác nào mà bác ham rẻ Thì các bác cứ mua đồ rẻ tiền về mỗi năm các bác mua một cái và dùng đến lúc nó mệt cuối cùng nó bực mình thì khi nào các bác ấy bỏ đi thì các bác lại chuyển sang các bác mua mình ủng hộ cũng chạy đi đâu mà một khi các bác đã dùng bếp dầu nhớt này các bác thấy nó tiết kiệm thì các bác chẳng bao giờ các bác muốn sử dụng bếp ga nữa các bạn <laughs> các bác thấy <laughs> em đang đun cái nước và em sẽ kiểm tra cái đáy nồi các bác nhé Đấy các bác xem em đang đun thực tế luôn các bạn Chứ không phải là chém gió nói phét các bác đâu Đun nâng nồi nước sôi ầm ầm xong bắt đầu nè Em mấy ấy Em ấy, uh, mấy với bác ra cho các bác xem Đấy đáy nồi vẫn còn ngon nguyên các bác nhé Không có đen Nếu mà bếp ga công nghiệp đun thì nó cũng như này luôn Đun như này thì nó cũng tương đương với đun bếp ga các bạn Rất là sạch sẽ các bác nhé Nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng